Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với kênh Triệu Phú TV, kênh mua bán điện thoại cũ, máy tính bảng cũ giá rẻ. Và hôm nay là ngày 22 tháng 11 năm 2020. Và bây giờ thì cũng là 10 rưỡi tối rồi các bạn nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì bên mình lại về ít mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thanh lý cho các bạn. Thì các bạn nào chưa ưng nào sản phẩm mình cũng có thể đăng ký kênh, bật chuông thông báo và mỗi tối mình sẽ ra clip thanh lý điện thoại cũ giá rẻ. Thì các bạn sẽ là người xem vừa lựa chọn đầu tiên. Và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thì mình giới thiệu các bạn luôn. Và sản phẩm đầu tiên buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được có chiếc sản phẩm là Samsung Note 8 nhá. Đấy, hôm nay thì nhà bên em lại về được có chiếc Samsung Note 8 này. Đây là khay sim các bạn nhá. Samsung Note 8 thì hôm nay nhà bên mình lại về được con này. Thì là Note 8 thì là ngoại hình con này thì đẹp, máy đẹp 90 trên 90% nhá. Con này thì ngoại hình thì máy đẹp còn 90 trên 90%. RAM con này là RAM 6GB. Bộ nhớ trong con này là bộ nhớ con này là 64GB nhé. Con này là phiên bản là RAM 6GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Con Note 8 này thì màn hình của nó là màn hình là tràn viền 6,3 inch. Độ phân giải màn hình con này của nó là 2K. Tình trạng con này thì là màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Chỉ bị là con này là chỉ bị chảy mũi một tí mực thôi các bạn. Đấy, các bạn một tí ti thôi. Chảy ở chỗ góc này nhìn rất là xinh các bạn nhé. Các bạn vào hình như vào các nền này. Các bạn ra màn hình này có như hầu như là không thấy này, ra cái giao diện này sẽ không thấy nhé. Đấy. Nó chỉ bị chảy một tí ti này thôi. Đây, nó chỉ chảy một tí ti mực rồi thôi. Đấy, nhìn rất là xinh, không ảnh hưởng gì mà màn hình các bạn nhá. Con Note 8 này màu xanh, máy đẹp leng keng này thì con này thì mình con này thì bên mình đang bán bằng giá là 4 triệu đồng nhá. Đấy. Con này thì mình sẽ xài bằng giá là 4 triệu đồng nhá. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 mà bị chảy một tí mực mà nó tí ti đấy các bạn nhanh tay hàng mình được sớm nhất nhá. Con này thì mình sẽ xài cho bạn với giá là 4 triệu đồng. Ở mà góc này các bạn về giao diện thì không nhìn thấy nhá. Đấy, nhìn rất là xinh luôn. Không nhìn thấy, các bạn vào trong không để ý đâu. Bạn nào không để ý thì không bao giờ để ý thì cái màn hình này đâu các bạn nhé. Note 8 màu xanh nhá. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 màu xanh này 4 triệu này các bạn nhé, hàng được sớm nhất mà. Một là qua Zalo, số này mình dùng Zalo này. Và hai các bạn liên hệ trực tiếp qua số thoại ngân hàng. Và đây địa chỉ cửa hàng mình gần, các bạn có thể trực tiếp qua địa chỉ cửa hàng mình để là giao lưu trao đổi và mua bán, và ở xa bên mình có ship. Và hình thức mua hàng ở xa bên mình rất hình thức. Thì các bạn nào tin tưởng bên mình rồi thì các bạn chuyển khoản trước thì mình sẽ free ship cho các bạn. Còn các bạn nào mà chưa tin tưởng bên mình ấy, các bạn sẽ chọn hình thức là nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán. Nhưng mà hình thức nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán thì các bạn phải cọc trước cho mình phí ship 50k, 100k và 200k tùy theo mức giá sản phẩm của các bạn nhé. Và sản phẩm tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về tiếp tục được hai chiếc Samsung Note 8 này. Note 8 thì hôm nay nhà mình về cũng được là hai cây này đẹp keng. Hai cây này cũng màn hình đẹp nhé. Hai cái này của nhà mình tình trạng là máy đẹp keng, màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy, hai cái này của nhà mình thì màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy. Thì là Note 8 bản đẹp này thì bên mình đang bán cho bạn với giá là 4.700.000 nhé. Còn máy màu xanh nhé, máy đẹp lên keng xà beng luôn. Con này thì còn màu gold nhé. Đấy. Bạn nào thích sản phẩm Samsung Note 8 này các bạn nhà hàng liệt sớm nhất nhá. Đây ạ, giá rẻ thì nhà mình hôm nay nhà mình có con này đây. Con này là con Mi Note 6 Pro. Note 6 Pro, tình trạng con này thì là máy bị chảy mực quanh màn hình nhé. Đây. Con này thì là máy chảy mực quanh màn hình này. Đấy. Con này là Note 6 Pro, máy chảy mực quanh màn hình. Con này tình trạng là máy bị mất sóng nhé. Đây. Mi Note 6 Pro, Redmi Note 6 Pro. Redmi 6 Pro nhé. Con này là Redmi 6 Pro. Cấu hình là RAM 3GB. Bộ nhớ trong là gì nhỉ? Đây. RAM 3GB. Các bạn, RAM con này là RAM 4GB nhé. Bộ nhớ trong con này là gì nhỉ? Bộ nhớ trong con này là 32GB. Đấy. Tình trạng con này là bị màn bị chảy mực màn hình này. Và là gì nhỉ? Mất sóng nhé. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 500k. Đấy. Các bạn mua về tặng cho em nhỏ chơi game, xem phim, nghe nhạc cực kỳ tuyệt vời. Con Mi Note 6 Pro này thì bên mình sẽ xả cho bạn với giá là 500k. Đấy. Đấy. 500k nhá. Đấy, tình trạng là bị chảy mực màn hình và mất sóng nhé. Đấy, thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 500k. Các bạn về chơi game, xem phim, nghe nhạc, làm ngoài phụ để nhà cho các em nhỏ chơi game cũng được, rất ok nhá. Bạn nào thích sản phẩm Xiaomi Note 6 Pro này các bạn nhà hàng thì sớm nhất nhá. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này lâu lắm, nhưng mà nhà bên em lại về con này là con Oppo F7 Ultra nhá. Đấy, Oppo F7 này Ultra này, con Oppo F7 Ultra. Cấu hình con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong con F7 Ultra này là 64GB nhé. Đấy, con này là RAM 4GB. Bộ nhớ trong là 64GB. Con con Oppo F7 Ultra này thì là nó không có vân tay nhé. F7 thường thì sẽ có vân tay, còn và con Ultra này sẽ không vân tay.
thì là ngoại hình thì con này cũng còn vỏ cũng là cũng cũ theo thời gian này. Đây vỏ con này thì là các góc cạnh này nó hơi xấu một chút nhá, chỗ này thì nó hơi bị vênh một tí này. Đấy, con này thì góc này nó hơi vênh một tí, nói chung là các gọng gách xấu một tí nhá. Vỏ thì con này thì còn xấu nhá, vỏ này thì là xấu nhá, các góc của nó hơi xấu một tí. Thì là màn hình con này thì đẹp nhá, màn hình con này thì đẹp, màn hình con này thì sáng đẹp nhá. RAM 4GB, bộ nhớ trong con này là 64GB. Còn Oppo F7 này thì bên mình sẽ bán các bạn với giá là 1.500.000 nhá. Đấy, mình sẽ xả bạn với giá là 1.500.000. Các bạn nào mà không muốn xấu thì bạn có thể là dùng cái ốp, bạn lắp cái ốp vào là ok luôn. Thì vì con máy này nó có cái ốp này. Đây. Con này thì mình con này nó có cái ốp này. Đấy, các bạn về mua cái ốp bạn che đi cái khuyết điểm xấu được. Nhưng mà được cái là bộ nhớ nó khủng, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Đấy, được cái mỗi cái là màn hình đẹp, con này chỉ vỏ nó hơi xấu một chút thôi nhá. Các bạn có thể là về đi thay vỏ mất có hơn 100.000 thôi là thành máy đẹp luôn, nhưng mình không thay. Mình mua làm bán luôn như vậy các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Oppo F7 Ultra này các bạn nhớ hàng mình là sớm nhất nhá. 1.500.000 rất là rẻ cho các bạn ạ. Đấy, và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình lại về được con này là con gì nhỉ? Note 7 FE. Đấy, Note 7 FE thì con này thì là phiên bản màu xanh nhá. Con Note 7 FE này thì là gì nhỉ? Note 7 FE là tình trạng thì các bạn cũng đã rõ rồi, màn hình con này là màn hình 5,5 inch. Độ phân giải màn hình của nó là 2K. Con này tình trạng là bị vỡ kính màn hình nhá. Đấy, vỡ kính màn hình này. Đấy, các bạn nào mà ví dụ mà muốn đẹp các bạn có thể là về ép lại hết của mấy trăm nghìn thôi. Nhưng mà bên mình thì gì nhỉ? Bên mình thì không sửa chữa. Mình mua sao mình về mình bán vậy cho các bạn luôn. Còn Note 7 FE này thì cấu hình cực kỳ là cao, RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con Note 7 FE này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.500.000 nhé. Đấy, con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.500.000 đấy ạ. Note 7 FE này 1.500.000 các bạn nhé. Đấy. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 1.500.000 con phiên bản màu xanh nhé. RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB các bạn nhé. Note 7 FE này màu xanh nhá. Con này là 1.500.000 cho các bạn nhá. Rất nhiều máy cũ giá rẻ cho các bạn này. Note 7 các bạn mua Note 7 này về. Con này nó bản Hàn, một sim một sóng, nói chung nó dùng quá là sướng luôn. Con này là Note FE nhá. Bản Hàn một sim một sóng. Bạn nào vỡ kính về ép vài trăm nghìn thôi là thành máy đẹp thôi. Nhưng mà bên mình thì không sửa chữa. Mình mua sao thì mình bán vậy luôn cho các bạn nhanh nhá. Đấy, 1.500.000 cho các bạn. Rất là rẻ. Và tiếp theo buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được hai con A. Con này là hai con A8 2018. Thì hôm nay nhà mình vừa mới về được hai con này xong. A8 2018 thì là màn hình của nó là Full HD cộng, màn hình của nó là 5,6 inch. RAM con này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 32GB. Con A8 2018 thì hôm nay nhà mình về được hai con màu gold. Thì là con này, hai con này đều là bản Hàn, một sim một sóng. Thì là con này thì là mặt lưng của nó thì là hơi xước phải theo thời gian. Con A8 2018 này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.1 triệu nhé. Đấy, ngoại hình thì là viền cũng khá là đẹp, ok này. Mặt lưng thì có hơi sức theo thời gian này. Con này thì mình sẽ xả bạn với giá là 2.1 triệu con A8 2018 này. Đấy, bọn này thì là màn hình đẹp nhé, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Đấy ạ. Và con này thì là mặt lưng của nó thì đẹp hơn, mặt lưng thì không chảy xước. Con này thì mình sẽ xả cho bạn với giá là 2.2 triệu nhé. Đấy, hai con A8 này mình sẽ xả cho bạn với giá cực kỳ là rẻ. Màn hình đẹp, không ám ố hay không lưu ảnh gì. Bên mình đang xả cho bạn với giá là 2.1 triệu này. Và con này là 2.2 triệu các bạn nhá. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A8 2018 này các bạn nhá, hàng được sớm nhất nhá. Bọn này thì cầm nó nhỏ gọn, nói chung là các bạn cầm cực kỳ tuyệt vời và sướng tay nhá. Đấy. Và sản phẩm cuối cùng buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình về được con này là con Samsung A7 2017. Các bạn, con này là Samsung A7 2018. Thì hôm nay bên em lại về được con này là bản Hàn một sim nhá. Con A7 2018 này, con này là bản Hàn một sim, nó chỉ khác mỗi bản công ty nó là hai sim một sim thôi. Cấu hình con A7 2018 này là RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Con này là màn hình là Full HD cộng, màn hình của nó là 6 inch. Đấy, con đó là thiết kế là 3 camera. Các bạn mua về tặng ông bà bố mẹ người thân hoặc bà xã cực kỳ tuyệt vời. Đây. Con A7 2018 này thì là ngoại hình thì con độ 90/90%. Con này thì hôm nay thì mình sẽ xả bạn với giá là 2.600.000 nhé. Con này thì mình sẽ xả bạn với giá là 2.600.000 cho các bạn nhé. Nhà mình thì còn hôm nay về được một chiếc duy nhất màu xanh này. Máy đẹp len keng xả beng luôn. Đấy, bạn nào thích sản phẩm Samsung A7 2018 bản Hàn Quốc này các bạn nhà hàng mình sớm nhất nhé.
Và bây giờ thì cũng muộn rồi, và buổi tối ngày hôm nay thì nhà mình có mấy mẫu sản phẩm điện thoại cũ giá rẻ thành lý cho bạn. Thì các bạn ưng nào sản phẩm mình, các bạn nhấc máy lên liên hệ trực tiếp mình đặt hàng, và tất cả sản phẩm bên mình thì lỗ được một tuần và bảo hành là 6 tháng, các bạn yên tâm. Và xin chào và hẹn lại vào clip vào tối ngày mai các bạn nhé.